Hello, how are you today? Now, Saturday, I'm very happy to share some information about my car for you. Okay, now, các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số những cái thông tin vui vui về chiếc xe, bởi vì trong một ngôi nhà thì sẽ có những chiếc xe để có xe để đi, để bảo vệ sức khỏe cho mình, để vận chuyển hàng hóa, để giao lưu, vân vân vân. Và con xe tôi sẽ quan, tôi đôi khi tôi còn coi nó quan trọng hơn cả một chút là ngôi nhà của mình nữa cơ. Bây giờ là các bạn có thể biết được rằng là chúng ta trong con xe ấy, của tôi ấy, thì là đã giới thiệu rất nhiều thứ rồi, nhưng mà hôm nay có một cái vật dụng mà rất là hữu ích, đó là chính là cái xe đẩy. Cái xe này trông rất là gọn, khi nào bình thường mình đi không đi mình gấp gọn lại trông giống một cái vali đúng không ạ? Và anh chị mua có thể mua trên Tiki giá 300, 500, 700, nhưng mà theo tôi là hãy mua, kinh nghiệm mua trên Tiki là mình hãy mua cái loại mà có nhiều sao đấy và có nhiều cái phản hồi tích cực của người dùng thì nó phải rơi tầm 500 đấy các anh chị nhìn nhá. Đấy, khi mà đấy xong này đẻ nó xuống, ok đấy, nó sẽ là một cái thứ mà giúp chúng ta kéo đẩy mang được rất nhiều cái đồ trong lúc chúng mình đi xa nặng. Thế còn khi nào không dùng nữa thì sao, là mình sẽ gấp lại gọn vô cùng tiện lợi. Đấy là cái mà mình có thể đặt ở trên xe của mình, đấy, gấp rất là gọn. Trên này nó có một cái mặt bích nữa, ở cái mặt nữa đậy nữa, nhưng mà tôi không dùng. Nhưng mà ví dụ như nếu mà đi phượt thì có thể tôi sẽ mang theo để nó có thể làm cái ghế ngồi. Đấy, thế gấp lại gọn, ok. Được chưa? Cái thứ hai đó chính là cái ô. Cái ô thì nhiều anh em là đi ô tô rồi ấy, nhưng mà vẫn chưa biết là nó có cái loại ô gấp ngược này. Tức là khi mà mình ngồi từ ô tô mình rút xuống thì là mọi thứ nước nó sẽ chảy ở đè trong này. Và cái ô này, ô tô này nó khác với cái ô này, nó khác với cái ô truyền thống. Là cái ô này ấy, là cái ô mà nó là ô gấp ngược. Anh em nhé, có hai loại ô. Có một cái ô là kéo từ trên xuống dưới và một cái ô là đẩy từ dưới lên trên. Thì đối với ô tô của mình ấy, thì mình sẽ dùng cái loại ô này. Và thứ ba nữa là chính là cái trước kia thì anh em tôi đã tự chế ra một cái lót sàn bằng nhôm để làm gì ạ? Để mà cho tôi khi mà đi khảo sát mang nước biển hải sản cái thứ thì nó không dây ra. Nhưng bây giờ tôi trên mạng bây giờ nó có rất nhiều cái thứ, và đây là chính là một trong những cái lót cốp. Thực ra gọi là lót cốp thôi, nhưng mà đây chính là cái xe của tôi là 7 chỗ nên là hai cái ghế tôi gấp gọn xuống, và thường thường là hai cái ghế là mình không ngồi. Cho nên mình để mà có một cái khoảng diện tích mênh mông để đẻ đồ. Tại sao nhiều khi mà mình chỉ ngồi có 5 chỗ thôi, 1, 2, 3, 4, 5 chỗ, nhưng mình lại mua cái xe 7 chỗ? Bởi vì thực ra là lắm lúc khi mà đông người chẳng hạn thì mình có thể trả lời 7 chỗ. Còn cơ bản ấy, đối với một xe 7 chỗ mà ngồi 5 chỗ thì hàng ghế giữa bao giờ cũng là bao la trên mênh mông. Và tất nhiên rồi, người ngồi sau như vợ con, gia đình, nhân viên của mình nó rất là thoải mái. Còn hai ghế trên thì không làm gì rồi, hai ghế trên thì nó cố định rồi, xe nào cũng như xe nào mà thôi. Nhưng mà đối với lại hàng xe 7 chỗ thì các bạn biết rồi, người ngồi 5 chỗ thì nó rộng, rất là rộng. Và cái cốp này nó là bằng nhựa. Thế nên giả sử hồi xưa mình làm bằng tôn thì rất là phức tạp, là mỗi lần mình muốn kéo hai cái ghế này lên thì mình sẽ phải mất thời gian. Nhưng mà đối với cái tấp này thì chỉ cuộn nhẹ nhàng thôi, cất gọn vào là được. Và anh em lưu ý nhé, mình có thể mua to hơn, rộng hơn cái cốp xe của mình một chút. Thì đây này, cái phần này này, nó sẽ bảo vệ hai cái phần nhựa hai bên hông này, hoặc là làm cho cái nhựa hai bên hông nó không bị xước. Đây anh em nhìn thấy nhá, có rất nhiều vết xước, là nguyên nhân hồi xưa là mình cũng hay chở rất nhiều đồ đấy, thế là nó cọ vào. Nhưng mà bây giờ nếu có cái tấm này rồi, nó bảo vệ đây, nó sẽ bảo vệ hai bên này. Như vậy là thứ có ba cái vật dụng mà mình thấy được rằng là mình nên mua. Thứ nhất là cái xe chở hàng đi đâu xách rất là gọn. Ví dụ như bạn Vũ Việt Hưng đang xem chẳng hạn, thế mà bạn mới chờ, bạn cần xách cái khoảng tầm mấy bao phân bón về lan liếc chẳng hạn, thì mở xe đi gọn gàng. Hai là cái ô này vô cùng hay, ô dành cho gấp ngược và dành cho ô tô. Và các anh em nhìn để ý cái quai của nó cũng rất hay nhá. Cái quai này mình có thể móc vào, móc đấy, tay mình móc vào, thế là mình không phải giữ ô, mà trong đó là tay mình có thể giữ được điện thoại luôn. Đấy, cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là anh biết em biết rồi. Đây còn cái ô này là ô truyền thống này anh em này, đây là ô truyền thống này. Ô truyền thống thì thực sự là khi mà trời mưa to ấy, mình ngồi vào ô tô ấy, mình thu lại đấy thì cũng nước ướt rất là loe ra khắp nơi. Nhưng riêng cái ô này là rất là ok luôn. Đấy, anh em phải lưu ý là đi ô tô mình cũng phải sắm những vận dụng riêng cho mình. Và tất nhiên là anh em biết rồi. Còn một cái nữa, nhưng mà cái này là thuộc cho dân đi phượt thôi. Nó chính là chiếc võng Trường Sơn. Đấy, các anh em biết rồi. Đây là võng.
mình để một cái võng trong này, và khi đi phượt đôi khi mà trong một cái không gian chật hẹp mình không ngủ được hết, với lại có cành hai cành cây nào đó các anh em biết rồi, mắc lên ngủ đong đưa hay tuyệt vời luôn. Đấy là một cái võng rất rẻ tiền nhé, vô cùng rẻ tiền và thuận lợi. Mình có thể mắc một chân vào đây, đây này anh em để ý nhé, trong xe này nó có một cái con ốc vít chỗ này này. Đấy, mình có thể móc luôn một phát vào đây luôn. Thế là được một chỗ thì mình mắc vào một cái nhánh cây nào đấy. Như vậy là mình sẽ vừa ở gần cạnh xe mình luôn, và lại có thể đong đưa được luôn. Quá đẹp luôn. Đấy, thế và trong xe của mình thì bao giờ cũng thế, anh em biết là mình là dân đi biển nên là mình hay bao giờ cũng thế, mình để luôn một cái gọi là cái kính bơi, anh em nhé, kính bơi. Và khi nào cảnh đẹp lung linh một phát nhảy xuống bơi luôn. Đấy, dân chơi của mình không sợ mưa rơi. Đấy là những cái vật dụng rất là nhỏ. Thế còn lại trong cốp của mình, wow, trong cốp của mình thì nhiều đồ lắm, vô cùng nhiều đồ. Và có thể nói là anh em biết là cái đồ này là đồ của dân đi phượt. Tất nhiên là tại sao ở đây có cái bỉm bật cười không? Nói thẳng với anh em, đây là bí quyết nhỏ đấy. Nhiều khi tắc đường không thể làm gì được, cựa quậy không được nhá. Anh em biết rồi, cái bỉm này nó có tác dụng thấm nước mà, đúng không? Quá đẹp, lung linh luôn. Và còn đây là chân của máy ảnh. Chân máy ảnh bao giờ mình cũng mang đi, cái chân máy ảnh ngắn thôi, mình bao giờ cũng mang đi để sẵn sàng là tự sướng và quay luôn. Mình có thể tự quay và nói chuyện với tất cả mọi người luôn. Và rất là gọn nhẹ, gấp gọn vào trong này. Thế còn lại đây là cái túi cá nhân. Thực ra cái túi này thì rất là ok luôn. Thực ra nó rất nhiều thứ này. Trong này có thể mình sẽ, mà nếu mà mình bây giờ mình lôi ra thì có thể thấy, anh thấy, anh em thấy được rằng là rất nhiều thứ luôn. Okay. Trong này chắc chắn rồi, anh em biết rồi, bao giờ cũng thế là mình phải để một túi bóng đèn. Anh em biết rồi, pha ví dụ như đèn lùi, bây giờ là phèn pha trước này, ví dụ cái phèn này, nếu mà anh em mà đi trên đường mà cháy một phát nhé, 1 phút mốt tháo ra thay bóng đèn cốt và đèn pha. Thế còn những cái khác cháy không quan trọng, nhưng riêng cốt gần và xa là mình phải thay, không thì một là phạt, hai là anh em bắt đầu đi tối đi phượt là không được đâu. Bao giờ mình cũng thế, đây mình đã để sẵn bóng đèn pha này, đấy, bóng đèn cốt này, bóng đèn cốt, phóng đèn pha, đấy hai loại bóng này bao giờ cũng sẵn ở trong xe, mà hàng chính hãng luôn nhé, không có hàng vớ vẩn đâu, mình bao giờ cũng mua chính hãng luôn. Ở đây anh em mà nhìn, anh em để ý đấy. Xong rồi tất cả có rất nhiều các loại bóng đèn, có rất nhiều các loại bóng đèn khác nữa mình để sẵn trong này. Và đặc biệt nhé, mặc dù là bây giờ là cái gạt tàn thuốc lá này anh em không dùng đến đấy, nhiều anh em không hút thuốc không dùng đến, bởi vì chúng ta đã có, tôi trong xe vẫn có cái bật lửa này, đây có bật lửa này, nhưng mà anh em không nên vứt cái này đi, vẫn để, bởi vì đôi khi trong trường hợp khẩn cấp thì nó chính là thiết bị đánh lửa khi mà chúng ta phượt. Thì cái này là cái mà tôi cũng thấy rất là hữu ích. Và đấy, thế còn bóng đèn, bóng đèn pha gần thì các anh em đã xem những clip mà tôi đã từng up lên trên mạng là cách thay bóng đèn pha, đèn cốt như thế nào, vân vân và vân vân. Nói chung là mình đã làm những cái này rất là kỹ rồi, cho nên là anh em có thể xem lại cái clip ấy. Và mình có thể sắp tới mình sẽ đưa ở bên dưới phóng bóng đèn cốt này, rồi là bóng đèn pha này, tức là mình làm hai bộ luôn. Thì anh em biết rồi, đây nó là đèn 55909 này, hai bộ này luôn. Thì và cái này thay rất là dễ thôi. Thế tội gì mà chúng ta lại không thay ngay tức khắc mà lại phải để công an vẫy vào, hoặc là trên đường đi phượt cực kỳ nguy hiểm luôn nếu không có đèn, đúng không ạ? Đây, đây là anh em nhìn thấy chưa, bóng đèn pha, bóng đèn cốt, lúc hàng hãng còn zin luôn, đây là hàng chính hãng đấy. Đây là đang phóng cái này, là cái này là của thằng cốt này, à xin lỗi, của thằng pha này, à của thằng cốt đấy, còn đây là của thằng pha, hai bộ như nhau. Ê, bên cạnh đấy băng cứu thương. Và đặc biệt là mình trong loại đồ này của mình nữa là có cái bộ dây kết nối ắc quy. Nhưng mà đối với xe số sàn của mình nhé, khuyến cáo các anh em là không cần thiết về cái này. Chỉ cần gì ạ, bỏ ra 50.000 tiền xe ôm, cho thuê mấy bác xe ôm, bác đẩy cho hai ông xe ôm đẩy một phát, xong rồi ấn kịch số sàn, xong đến khi mà xe chạy đâu phát là nhả côn ra, phát là xe nổ máy. Nhưng đối với số tự động thì anh em bắt buộc phải sử dụng cái bộ này. Và thôi, cái bộ này thì mình cứ sử dụng thôi. Nhưng mà nếu một số anh em phượt kinh nghiệm ấy, kinh nghiệm thực sự là kinh nghiệm ấy, là họ sẽ tự chế cái bộ này bằng cách là họ sẽ làm cái bộ dây nó dài khoảng tầm 15 mét, dây nhỏ hơn một chút, 10 15 mét, để làm gì ạ?
để có những trường hợp mà xe cái địa hình rất là khó khăn thì hai xe đậu gần sát nhau là vẫn có thể nối được. Còn cái bộ này là bộ đi theo xe thì nó hơi ngắn. Còn trong này là vẫn có găng tay này anh em này, vẫn có găng tay nhá, vẫn có những cái bông tai này, rồi là bóng thuốc Clocid này, chống đi tiểu chảy này, rồi là bông băng này, những cái gọi như thiết bị rất là đặc biệt chuyên dụng này, rồi là bút này, cao sao vàng này. Trong này thôi, loại cao sao vàng này đó là đỉnh đấy anh em, khi mà đau bụng đau bão cảm lạnh các thứ là mình có thể dùng được. Thế thì tất tần tật những cái thứ này cho vào một cái túi này, cho vào cái túi. Đôi găng tay này rất là quan trọng anh em. Nhiều trường hợp nhé, là đến lúc mà mình có vấn đề vì xe chẳng hạn, mình có thể đeo găng tay vào để đeo, để mình làm tháo bánh lốp dự phòng kích kiếc, xong rồi mình mở ra mình lại cất vào cho nó đỡ bẩn tay, làm gì có nước mà rửa chẳng hạn. Thế có rất nhiều thứ đấy. Thì đây là những cái mà chia sẻ trong cái vui clip trong ngôi nhà biển xanh .net. Và chúc anh em là nếu mà anh em nào thích đi phượt thì chúng ta sẽ chuẩn bị những thứ chu đáo. Và những cái vật dụng này nó rất là nhỏ gọn, anh em để ý nhá, cái võng hay là cái gì nó rất là nhỏ gọn luôn, mình không có mất nhiều diện tích đấy. Và hai bên hộc của mình này thì cũng có những cái thứ đặc biệt là đây anh em nhé, bao giờ mình để một cái cốc lọc, lúc nào cũng là cốc lọc chính hãng và cốc lọc của Kia Carens. Để vì dầu ấy, thì có thể nhiều nơi bán, nhưng cốc lọc cũng có thể những nơi mà đùng một phát có vấn đề gì đó mình cần phải thay cốc lọc chẳng hạn, anh em biết rồi, thì làm gì có cốc lọc đâu, nên bao giờ mình để sẵn ở trong cốp một cái cốc lọc. Còn dầu thì không phải nghĩ rồi, dầu thì thoải mái. Rồi là bên hông này là những cái loại băng dính, bút viết rất là nhỏ gọn thôi, để làm nào cho xe mình nó không bị tốn diện tích, và đặc biệt là mình có thể dùng bất cứ lúc nào. Thì cái clip hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc anh em là luôn luôn sức khỏe để mà phòng chống dịch Covid.